Tôi hẹn hò với năm bạn gái cũ, kết quả là bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Tôi đã hát một bài hát trái tim quá mềm mại gây sốc cho toàn bộ khách mời. Đoàn Quân và Trương Trần Dũng đã nhắc đến Lâm Vạn. Tôi bị ép buộc hát một bài tình yêu đầu tiên là ngọt ngào nhất. Sao cậu lại không viết cho Lâm Vạn một bài hát ngọt ngào nhỉ Tước Phong? Tôi thực sự có một bài hát tập đầu không kịp hát. Hôm nay cùng nhau nghe đi. Mọi người sửng sốt, họ chỉ nói chơi thôi. Tại sao tôi thực sự có bài hát? Music. Dưới bóng nắng, đôi môi em xinh. Yeah. Với ánh mắt, ôi sao lung linh. Cất khúc hát say mê nhân gian, theo lối gió còn tim ta tan. Ngước lên cao mày xem trôi qua, trôi qua, trôi qua từng giờ. Gánh thương tư âm cô đơn ngu ngơ, con tim anh đợi chờ. Có nghe không ngọt ngào nồng nàn ra sao từ tín yêu này? Những suy tư về cùng mình lặng thầm trong phút say. Cần những cái cớ, xoắn những cái cớ, luôn luôn cho ta phải đợi chờ. Nhớ ánh mắt đó, những tên nói đó, những ngày làm sao để gặp giờ? Xua tan bóng mây mờ. Ngay khi khúc dạo đầu vừa ra mắt, người ta đã bị cuốn vào mùa hè. Các nam khách choáng váng, một cảm giác tồi tệ xuất hiện. Đó không phải là một bài hát thần thánh khác sao? Lại gần một chút lấy những ấm áp, chạm bàn tay không buông ra. Tình đẹp từ những ánh sáng chói lòa, gọi màn đêm đêm buồn ta. Khi bên nhau mặc trời như đi nhanh ngơi. Thêm đôi vai kề đôi tay không cô đơn. Yêu em thôi, thề rằng anh yêu em thôi. Lâm Vạn mặt đỏ như của đào, mùa thu sao đều bị viết vào bài hát rồi. Thật xin lỗi, màn hình đạn đã được trải hết rồi. Hương vị của mối tình đầu, siêu việt thật sự có thể hình dung được. Tước Phong bánh bao này quá giỏi, thảo nào có năm bạn gái cũ. Baby nhớ anh thì nói đi, đôi ta còn ngại rồi mà chói chi. Nhìn nhiều thật nhiều vào đôi mắt anh, rồi ngọt nhẹ nhàng vào đôi mắt say. Ngại ngùng tâm này thì chẳng có ai, yêu em thôi mặc kệ đúng sai. Anh đưa đôi tim ta sẽ mê cho không gian nơi đây vui bên trên em say sưa. Trong đêm hôm nay khi mà bắt đầu xung quanh ta đã chia xa, tay bên nhau nhau say nồng. Tim anh xôn xao khi em bên trêu tuôn anh đây hứa sẽ không thay lòng. Bên em nên khi già đi, con tim anh vui là khi chào em yêu thương mà anh chẳng nghe điều chi. Hát xong một bài, mọi người vẫn đang nhớ lại câu chuyện về thời đại học đường không? Đúng rồi, Tước Phong bảy dặm hương là gì? Tôi chưa từng nghe qua. Thất lý hương chính là hoa mộc hương của trường học. Vào mùa hoa, cả trường đều đỏ mặt. Nhớ lại lúc đó cô ấy đã hỏi tôi đây là loại hoa gì. Tôi đã ra ngoài kiểm tra trực tuyến và tự nhủ. Tôi nói cô ấy giống như bông hoa này, nhẹ nhàng và yên tĩnh, làm cho người ta say không thể tự giải thoát. Tiểu Noãn bên cạnh cũng không đói, là ghen tị khóc. Cái này cũng quá ngọt. Thời gian nhanh, chớp mắt đã đến cuối chương trình. Hôm nay sẽ chọn ra những câu hỏi được hỏi nhiều nhất để các vị khách trả lời, như một sự kiện kết thúc thành công. Ok, bốn khách mời nam trong chương trình màn hình bật được chọn đầu tiên thật đáng thương, ngay cả một CP cũng không được. Ai nói chúng ta khổ? Ăn dưa đầu tiên các bạn đều không ghen tị được. Được rồi, chúng ta hãy xem cái tiếp theo. Cái này thú vị là về sự siêu việt. Tước Phong vòng tròn tình yêu mang theo đồ tạo tác của riêng cậu. Sau khi thất tình, một cô gái hoàn hảo mới sẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Và cả hai sẽ nhanh chóng yêu nhau. Sau khi chia tay, cô gái nhận được nhau hy vọng ích bắc. Nam sinh đạt được kỹ năng chất liệu bài hát mới CD năm đạo diễn Niệm Vương. Mấy vị khách nam đều cười. Mô tả này quá chính xác. Một số bạn gái cũ đều là sau khi chia tay, sự nghiệp lập tức sinh ra một bước tiến. Nói chuyện cười như vậy đến cuối cùng là đủ rồi. Đến lúc mọi người chào tạm biệt nhau, Lâm Vạn đi trước, cô ấy đến trước mặt tôi. Sau này em còn có thể cùng anh chơi nhạc không? Tôi vừa định mở miệng, Lâm Vạn đã nhảy vào lòng rồi, em sẽ coi như anh đồng ý. Lúc này Lý Thu Hằng cũng đi tới trước mặt tôi. Sau khi anh ra ngoài không thể giả vờ không biết em. Tôi không có, tôi đâu có, tôi chưa nói xong Lý Thu Hằng liền nhảy vào trong lòng tôi. Vậy sau này em gọi anh ra, anh không thể từ chối em. Tiếp theo là Thiên Đơn Phương Hai, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Tôi không biết phải nói gì, kết quả cô ấy liền nhảy vào lòng tôi. Trời xanh chờ mưa mù sương, và em đang đợi anh. Tôi thực sự ngạc nhiên cả ba đều như vậy, hai người còn lại sẽ không? Cổ nhiên khi đến lượt Liễu Miên Hôn bốn cười bay, Liễu Miên Hôn. Cổ nhiên lại là cùng một thao tác, trước đây anh luôn mời em đến nhà anh chơi, bây giờ em đã có thời gian rồi. Cuối cùng là Tô Tiểu Noãn, anh trai Tước Phong, câu nói sau này sẽ đưa em đi cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn anh có quên không? Tất nhiên là không. Nói xong lại là thao tác quen thuộc. Tước Phong, chương trình của chúng ta sắp kết thúc rồi, hãy kết thúc chương trình như cách cậu bắt đầu nó, một bài hát thần thánh khác. Màn hình đạn cũng đang trải màn hình, chương trình tạp kỹ bắt đầu vượt ra ngoài ca hát, kết thúc cũng là Tước Phong hát. Có bắt đầu cũng có kết thúc. Tôi đã rửa tay xong rồi, bầu không khí đến mức này rồi, tôi còn nói gì được nữa ngoài câu. Music. Lại đang bao nhiêu vết thương lòng, sâu trong anh nhiều vấn vương. Bên anh em chỉ mong rời, em thương ai rồi đúng không? Đừng giết chết con tim anh trong sự im lặng khi em rời đi. Nhưng khi em nói ra, con tim anh lại đau quá. Tình yêu anh trao cho em là đúng, sao trái tim em dâng cho anh như là su. Khúc dạo đầu vừa vang, một cảm giác tang thương nhảy vào nhân gian liền xuất hiện. Các vị khách nam đều ngạc nhiên, Tước Phong chàng trai đã yêu năm nữ thần. Còn nói chúng tôi không hiểu vết thương của cậu đau đến mức nào, thật không biết xấu hổ. Em như gắn từng viên đạn vào lý trí anh như kẻ điên loạn, suy nghĩ đến em cả ngày đêm. Vậy mà đã nhiều lần dậy khỏi tin nhau,
từng lời dối gian em đã làm anh đau. Không thể tin em gieo cho anh bao niềm cay đắng, kéo theo bao niềm vui của anh chìm sâu trong buồn đau. Vậy có khi nào em nhớ về anh nhỉ? Máy quay nhìn ra chỗ năm khách nữ, họ đều bị mắc kẹt trong tiếng hát không thể tự giải thoát. Họ nghĩ của nhiên tôi trong lòng còn có định nghĩa, vì vậy chọn từ chối. Họ ghét bản thân vì lúc đầu không kiên trì.